chào Lê Điệp nha. Lang thang phố đi bộ Mộc Châu. Hay là đua vật tay. Cái này phải gặp Thắng Nguyên. Thắng Nguyên gặp món vật này là thích lắm đây. Bàn vật tay. Chào Hải Lam nhé, ế vợ. Bắt vợ đi, Hải Lam. Bắt đầu phố đi bộ. Chào Lê Hoa nhá. Lê Hoa hôm nay không được đi ở nhà. Em chào Hằng Bùi nhá. Chú mày không thích đi, chú mày đi lúc nào là được hả Lam ơi? Đồ Nhật. Chào Tuấn Hợp, chào Yến Xôi nha. Phố đi bộ Mộc Châu. Say rồi à? Chú mày bụng to thế mà say à Hiệp? Phim trường Nhật Bản. Anh có được giọt nào đâu. Mình muốn say một lần mà không được. Phim trường của anh. Nói chung là rất là đẹp. Thế á, hôm nay chưa đến giờ có tuyết em ơi. Tí nữa. Úi dồi. Toàn gái Nhật. Hơn 9 giờ mới có tuyết em ơi. Chào Trang Nhung, chào Tọc Oanh nhá. Tối nay còn ở đây không Hiệp ơi? Mưa. Phố đèn mờ. Chào Ngô Thanh Lương. Khu vui chơi trẻ con. Khu này là khu vui chơi trẻ con à? Khu vui chơi giải trí. Vào đây lại mất vé. Vào vé sao? Đây. Mang con vào cho nó chơi bóng một tí vậy anh. Cho nó vào nhà bóng, cho nó vào nhà bóng chơi một tí vậy. Đâu? Phố này là của trẻ nhỡ, khu vui chơi giải trí.
Người lớn phố đèn mờ bên kia. Cánh bác Hùng này đang cho xoay xoay à? À, lại tiếp tục trò xoay à? Đây trẻ nhỡ. Phố đi bộ Mộc Châu Lương ơi. Có cho người lớn. Được rồi, anh mua kẹo bông nhá. Nhưng mà người nhỡ như em là không được ăn kẹo bông rồi. Ở đây chỉ dành cho người lớn thôi. Phố của người lớn. Đây này, người lớn này. Sáng rồi.